sau tiết và công một căn ca và cua sau đó thì đọc của mối để dân phải chụp trên môi nông bất khả định và điện từ bốn cho lại ôn rung lớp ông phi ca hoặc họp ba nếu không vừa cuộc sau đó môn tịch đại dương là về nông dân sư tại là bộ phân tục ta hơi còn tại một trò của bọc ôn ở trong nóng văn ở ôi dương chạy cũng nạc vừa cái tụ chung mừng nạc vừa rõm ôn tên nó phải giao mặt ra nhập nhóm cứ sẽ bài chất đại dương mà ai tam smart chúng mỗi naga nơi trong máu hay bạc cuột chúng mỗi naga này cứ chia bạc cuột đại tam tăng nhập dương bạc cuột năng dư dương thử chép phần tai đời xa tại thành lập nghiệp tam tăng dương bản phẩm tại smart chấn dương cách tha dư cứ chia được phần mỗi đại dương trong bản ba nhập bạc cuột cái lòng tư này không bỏ dưỡng phơi bàn lò xa ta dưỡng bạc cũng kháng chúng ta không bỏ dưỡng vật chất phơi ca bàn lò xa ca khi bàn lò để nhờ vô chất nghĩa hay dưỡng có vô chất tốc đạc không ca bạc cụt như mùi đẹp không xin mẹp không bỏ dưỡng sắp đá ní dưỡng tìm khuôn bàn lò xin mẹp ca bạc cụt chỉ mùi xoay riêng là sắp đá ní dưỡng vật chất vật hát ban dạng lõ đồng bây giờ tìm luôn chỉ mua ở về khăn đi xoay riêng bà xe mẹ cáp cốt nơi chương tìm mua chỉ mua xoay riêng của dân thơ ban lõ xe mẹ phó là vậy chỉ miễn cư dân ở xa ca khi ban lõ thì xa ta dân lên ở cái đấy mình ta dân nơi tại thơ ban xa ca khi ban lõ vậy là xong khánh cư dân ở rộp chọc chơi ban cái đấy từ lúc bà xe mẹ sắp đá ní ở nhóm năng rùm phân tốc tha phục nhóm đang thuê bàn lõ đồng bây giờ rộp chơi chùm nhé đồng bàn to đồng nào từ mục tiết đồng bây rộp từ chú từ rộp chơi chùm nhé đồng champion và xe mẹp tí mối cư cạp của sạp đá ní dương lên là không đầy bỏ dương một và hay xe mẹp tí phí dương có miên nhạc control cho room tools nào đây bọn bạn nâng cư chìa chùm lại mối xe mẹp tập chất là có bỏ dương hay dương đồng phân tay ở phía mặt kia của dương. Xem hợp nhóm mẹ đồng tham sở bài chất đã ban lưu đồng đồng tham miên ở các bà phải cho rung tốt nào với việc cứ chỉ ở rõm mùi xem hợp là có bỏ dương đã miên ở tốt nào cho tốt nào với mong để xa ta có lo ngóc chờn cô đấy đã dương lấy bật thuyền hay ở đây là dòng khăn nữa và cô không đầy bỏ dương cứ chỉ cạp cô đó dòng khăn hay bộ dương có miền nhà công tơ cho rung tu sơn nơi cô sầm khán đi rất là thua dương ở miền là rõm tha sờ bài chất nâng lên office mặt tiếp đầm bay nhà công tơ bỏ dương bà nhập nhóm số mở sầm po đào fan bà tua tầng ó đài công tơ kỳ lạ bà tua dương tu bay chia ai lên đi ở miền là ca bao châu mưa ở chấm luôn tại đọc hiệu rồi phần nó chúng ta xôm nhà công tơ tầng ó đài mình ban một tinh sầm bột toán xôm cùng on support chất để xa tài chùm nguồn ở bộ dưỡng tư mình cầm nót chẳng xôn bóng ổn cho rùm tu sản á tam tu rùi sắp tu rùi tuốc nâng ốp bộ co ở đi trên này xinh xinh xôn Kenta, so how you feel after we start the second round of the Cambodian League? Yeah, pretty much difficult but we can get training. We have good players, we have good staff. Now we can top table, we feel good. Before too much, we play 6:30 p.m., not hot, but this game 3:30, not easy us, and Sibirian is strong team also. But I think we are better, we can win, I believe. Our team is everyone work hard and finish until finish the game. Everyone don't stop and teamwork is better. Now our coach make a like a Japanese style. Help each other and hard work. Nobody knows football result. I don't know what happened, but of course. Our target is 3 points. I'm so happy. Because supporters give me power and
before game, every time cannot come stadium, yeah. but everyone look cell phone yeah. and tablet live. Mm-hmm. Yeah, we can more power. Ah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much for the interview. Thank you. Good luck for the game. ជម្រាបសួរសម្បត្តិបាទសួរមុនការប្រកួតជាមួយប្រកាន Defy រៀងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចង់ឲ្យអូនបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ក្រុមដូចជាបងផ្ទាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនតើយ៉ាងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បងគឺអារម្មណ៍ទះសាចង់ដល់ការប្រកួតមែនតើព្រោះបើគិតពីការប្រកួតមួយស្វាយរៀងទៅវាដូចជាការប្រកួតថាអាចនឹងកំណត់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់ជើងឯកបានបងតែបើសម្រាប់ក្រុមគឺយើងត្រៀមរួចរាល់ហើយបាទមូលហេតុចម្បងដែលយើងទទួលបានជ័យជំនះកាលពីជើងទី1គឺដោយសារការសហការគ្នាមានការរៀបចំល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយអ្នកនៅក្នុងក្លឹបចេះសហការគ្នាអីហ្នឹងបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកបើគេអាចជាលេងពេញ90នាទីដូចគ្នាកម្លាំងទៅថាលេង90ដូចគ្នាវាអាចនឹងស្មើគ្នាអាចនឹងលេងទៅវាធ្លាក់តាមគ្នាស្មើគ្នាតែដូចជាជើងទី1គេដាក់គាត់ចូលនៅពាក់កណ្ដាលតង់ទី1គាត់មានកម្លាំងលើពួកយើងគាត់អាចល្អតែបើអាចជាដាក់ស្មើជាមួយពួកយើងគឺពិបាកផលវិជ្ជមាននៃពួកយើងមានប្រៀបដូចគេគឺលេងក្នុងផ្ទះរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំការវិលត្រឡប់ 10% ដែលឲ្យចូលមើលក្នុងកីឡាឋានគឺវាល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំមែនទែនសំខាន់លេងនៅទឹកដីខ្លួនឯងហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលមើលទៀតពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំអត់អាចរំពឹងបានថាវាមិនរបូតគ្រាប់បាល់តែខ្ញុំរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្ញុំគឺនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាមួយនឹងក្រុមមិនថាក្នុងស្ថានភាពបែបណាពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអស់សង្ឃឹមទេសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញសមុទ្រមិនទាន់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញសូមបងប្អូនបន្តការគ្រប់គ្រងតាមទូរស័ព្ទដៃនិងចាក់ទូរទស្សន៍អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនជូនពរ